Chào mừng bố mẹ đến với chuỗi video về chủ đề ăn dặm được thực hiện bởi sảo sậu.com. 9 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của Sảo Sậu sẽ có các video về chủ đề làm mẹ và chăm sóc gia đình. Bố mẹ nhớ đón xem những video đầy tâm huyết của Sảo Sậu nhé. Chào bố mẹ, dị ứng thức ăn là một điều khá phiền phức và đôi khi nguy hiểm trong sinh hoạt ăn uống. Chẳng hạn như gia đình mình có người bị dị ứng tôm cua, không dị ứng với ốc. Có lần đi ăn bún ốc ở hàng bún riêu về, thế là bị mẩn ngứa, sưng lưỡi và họng, khó thở. Nguyên nhân là vì cô bán bún dùng chung cái muôi chan nước hàng. Triệu chứng của dị ứng thức ăn có thể xuất hiện ngay sau khi ăn hoặc trong vòng 48 giờ. Một số biểu hiện dị ứng: phát ban, mẩn ngứa trên da, miệng, cổ họng, sưng, tấy vùng mắt, môi, mặt hoặc là bị nôn, tiêu chảy, vân vân. Sốc phản vệ là một loại phản ứng dị ứng nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được xử lý cấp cứu sớm và đúng cách. Biểu hiện cần đi viện ngay như tím tái, thở nhanh, khò khè, quấy khóc, lừ đừ. Bố mẹ đừng nghĩ rằng dị ứng hay sốc phản vệ là chuyện của con nhà người ta chứ không phải của con nhà mình. Sốc phản vệ khá hiếm gặp nhưng nếu không xử lý kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Để bắt đầu quá trình ăn dặm được thuận lợi, nếu gia đình có tiền sử dị ứng hoặc có điều kiện thì bố mẹ hãy cho con đi khám, làm xét nghiệm dị nguyên. Có nhiều gói xét nghiệm khác nhau, bố mẹ hãy tham khảo tại các cơ sở y tế để lựa chọn gói phù hợp với bé, cũng như điều kiện kinh tế của gia đình. Hãy thật cẩn thận mỗi khi giới thiệu cho con bất kỳ đồ ăn nào. Có những bé ăn khoai lang mật thì không sao, nhưng mà ăn khoai lang bở thì lại bị dị ứng. Hay có những bé ăn cá nước ngọt thì không sao, nhưng ăn cá biển thì lại bị. Chúng ta sẽ có những nguyên tắc giới thiệu đồ ăn dặm mới cho bé. Nguyên tắc thứ nhất là chỉ giới thiệu duy nhất một món mới trong 3 đến 4 ngày liên tiếp. Phản ứng dị ứng có thể không xuất hiện ngay mà phải sau khoảng 48 giờ mới xuất hiện. Thì chúng ta cần dùng liên tiếp thực phẩm trong 3 ngày với lượng nhỏ để biết con có dị ứng với thực phẩm đó không. Nếu có biểu hiện như phát ban, mẩn ngứa, nôn, tiêu chảy v.v. thì hãy ngừng cho bé dùng thực phẩm đó và giới thiệu lại sau 2 tháng. Nếu bé vẫn bị dị ứng thì giới thiệu lại sau khi bé 1 tuổi. Ví dụ thứ nhất, chẳng hạn bé mới bắt đầu dùng sữa công thức, mẹ hãy cho bé dùng liên tiếp một loại sữa công thức trong 3 ngày liền, đừng mỗi hôm cho con uống một loại. Ví dụ thứ hai, bé đã bắt đầu ăn dặm, hãy chỉ giới thiệu duy nhất một thực phẩm trong vòng 3 ngày liên tiếp, chẳng hạn ngày thứ nhất đến ngày thứ 3, ăn duy nhất món cháo trắng. Nếu bé không có biểu hiện bị dị ứng với cháo trắng thì bố mẹ có thể yên tâm cho bé ăn món này. Tiếp theo, ngày thứ 4 đến ngày thứ 6, ngoài cháo trắng thì có thể giới thiệu thực phẩm mới, chẳng hạn như là cà rốt nghiền. Nếu trong ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 bé không có biểu hiện dị ứng với cà rốt thì bố mẹ có thể coi cà rốt là một món an toàn. Ngày thứ 7 đến ngày thứ 9 thì chúng ta có thể trộn chung cà rốt nghiền và cháo trắng để cho bé ăn. Ví dụ thứ 3, bé chưa ăn lạc và tôm bao giờ thì trong một bữa ăn mẹ không nên giới thiệu cùng lúc cả lạc và tôm. Vì nếu bé có biểu hiện dị ứng thì bố mẹ sẽ không biết chính xác nguyên nhân là do lạc hay do tôm. Nguyên tắc thứ hai, giới thiệu từ ít đến nhiều. Với thực phẩm mới nên bắt đầu từ lượng rất nhỏ, không quá 4 thìa trên một ngày, mỗi thìa khoảng 5ml. Nguyên tắc thứ ba, không nên giới thiệu món mới vào bữa tối. Buổi tối cả nhà đi ngủ, phòng tối, nếu con có biểu hiện dị ứng do thực phẩm mới trong bữa tối thì đôi khi bố mẹ sẽ không phát hiện ra kịp thời. Hãy giới thiệu món mới cho bé vào buổi sáng hoặc buổi trưa nhé bố mẹ. Theo dõi bé trong ngày, nếu không có biểu hiện dị ứng thì mới cho bé ăn vào buổi tối. Một lần nữa, mong bố mẹ hãy cảnh giác và lưu ý khi giới thiệu thực phẩm mới cho bé. Đừng chủ quan, đặc biệt là với những gia đình có tiền sử dị ứng. Video này dựa trên kinh nghiệm cá nhân và cơ sở khoa học từ những nguồn uy tín, không thay thế việc khám tại cơ sở y tế và chỉ định của bác sĩ. Hẹn gặp lại bố mẹ vào 9 giờ tối thứ 6 tuần sau với thật nhiều những nội dung thú vị nhé! Bố mẹ nhớ comment cho Sảo Sậu biết chủ đề tiếp theo bố mẹ mong muốn theo dõi là gì. Ấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Tạm biệt bố mẹ.